Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với Katie Food Stories. Katie làm video ngày hôm nay là để cho tất cả các anh chị em cô chú an tâm là Katie đã bớt bệnh rất là nhiều rồi. Nằm ở nhà cũng 10 ngày rồi các bạn, tức là nằm không có đi ra ánh nắng mặt trời hết trơn á. Quên luôn uống vitamin D rồi quên luôn là phải cần đi ra ngoài để cho cái ánh nắng mặt trời á, mình có nhiều vitamin D để cho khỏe. Thì Katie biết là làm những cái video vừa rồi, hai video vừa rồi là khi mà mình đọc những cái comment và đọc email á, có nhiều comment và email mình đọc mình rơi nước mắt luôn các bạn. Là bởi vì quá nhiều anh chị em cô chú quan tâm lo lắng cho Katie, Katie rất là cảm ơn luôn. Thật sự khi mà mình nằm xuống bệnh á, mình mới cảm giống như mình ngộ ra được rất là nhiều nhiều điều quý giá trong cuộc sống lắm các bạn. Có nhiều anh chị em cô chú hỏi Katie là có thử COVID không, mà tự nhiên cái video vừa rồi mình nói mình định lên mình nói cái tự nhiên mình quên các bạn. Có nha, là Katie thông báo luôn là Katie có bị COVID không? Bởi vì nhiều người hỏi lắm. Các bạn mình đọc comment các bạn sẽ thấy. Rồi email nữa các bạn. Là khi mà trước khi mình vô, người ta hỏi mình là mình có triệu chứng gì để người ta đoán là mình có bị COVID hay không. Rồi vô sau đó người ta phải test mình. Đầu tiên là người ta phải test mình. Người ta chọt vô cuống họng luôn á các bạn. Chứ không phải chọc mũi như hồi xưa, mà không biết sao kỳ này người ta test COVID, người ta chọc vô mà mắc ói luôn á. Người ta chọc, test coi có bị COVID không, thì người ta nói là không có bị COVID. Đó, mình nói để cho anh chị em cô chú yên tâm là Katie không có bị COVID nha. Mình nhận được email rất là nhiều, sự quan tâm, rồi đọc comment nữa. Mình rất là trân trọng, trân quý những tình cảm mà anh chị em cô chú bỏ ra cho Katie. Cho nên là khỏe một chút là Katie ngồi dậy, Katie quay video để chia sẻ để các anh chị em cô chú thật sự an tâm, mình ta khỏe rất là nhiều luôn. Mình nói chuyện nay đỡ nè các bạn thấy không, và hôm nay á đỡ một chút cho nên là Katie sẽ đi ra ngoài cho có vitamin D các bạn, đi ra ngoài chứ mà nằm ở ngoài, nằm ở nhà hoài á nó cảm giác giống như là sự sống nó muốn làm việc luôn á các bạn, giống như là nó mềm giống như cọng bún vậy, người mình nó mệt mỏi. Gặp cái thuốc mình uống á các bạn biết không? Mình uống cái thuốc này vô nó làm cho mình cứ giật giờ người nó lâng lâng á, kiểu giống như buồn ngủ mà mệt mệt như vậy á. Giờ ráng đi ra ngoài để có ánh nắng mặt trời rồi giống như là thay đổi không khí chút xíu. Thì qua video này á là Katie xin nhắc lại là Katie rất trân trọng, trân quý và cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú yêu thương Katie và ủng hộ Katie trong những thời gian qua, lo lắng cho Katie lắm. Katie đọc rất là cảm động luôn các bạn ơi. Mình không ngờ, giống như là bình thường á thì khi mà các anh chị em cô chú xem Katie ít có để bình luận ở dưới lắm, tức là xem ủng hộ và thích kênh KT chia sẻ cho nên xem. Nhưng mà có nhiều anh chị em cô chú nói là ít bình luận, nhưng mà kỳ này thấy KT bệnh á, vô cầu phúc cho KT quá chừng luôn. Mình đọc mà mình cảm động vô cùng luôn. Rất là trân quý luôn á, KT rất là trân quý luôn. Cảm ơn KT, cảm ơn các anh chị em cô chú rất là nhiều. Hôm nay là cuối tuần cho đành nghỉ, anh nghỉ ở nhà. Cho nên là Katie quay chia sẻ cuộc sống của Katie hiện tại bây giờ để cho mọi người an tâm. Quay chia sẻ với các bạn, chia Daiso. sẻ với các anh chị em cô chú. Hôm nay mẹ khỏe chút cho nên là đưa gia đình đi ra ngoài, hổm rày nằm ở nhà cũng lâu rồi các bạn. Mẹ đưa gia đình đi, hôm nay gia đình hổm rày ngoan nên thưởng gia đình cho gia đình đi Daiso mua một món quà đồng 50 sen ha. Trước khi đi á, là con chào bà cô chú chưa? Chào bà cô chú. Gia đình ngoan lắm, sáng ngủ dậy là biết xếp mền, dọn dẹp phòng sạch sẽ giúp mẹ nè. Bây giờ đưa ông bà cô chú
tham quan Mình phòng của đi chơi đình, tham Daiso. quan phòng chơi đình xong rồi mình đi Daiso ha. Dạ, cô chú cái này là phòng của con. Vậy hả, đây là phòng của chơi đình nè. Đó, sáng ảnh ngủ dậy là ảnh xếp mền, ảnh xếp giống như là trong khách sạn luôn các bạn, hồi lúc trước á. Rồi có Minh Tìm Blueberry nè. Hello, Cái con này là con chào ông bà cô chú. hôm bữa cô Yến mua bên Las Vegas tặng ảnh ngủ ảnh ôm nè. Hello, con chào ông bà cô chú luôn. Chỉ có cái kệ sách là chơi đình chưa có xếp đẹp thôi nè, nó hơi bề bộn đó nha. Ông bà cô chú, Happy Valentine's Day. Bữa anh đi mua tặng cho chị Katie á, thấy ghét ghê á. Về Happy mẹ nằm liệt giường mà anh cũng nhớ anh đi mua đó cho mẹ, rồi mua My thiệp. mom forgot to get me a card. Tại mẹ bệnh quá mà. Hello. Chơi đình nhớ You xếp got me a cái card tủ. next year? Chơi đình nhớ xếp cái tủ sách của con nha con. Yeah. Nói để cho các anh chị em cô chú an tâm là Katie sẽ cố gắng lấy hẹn bác sĩ gia đình ấy mà thử thận coi có sỏi không, có bị sạn thận không và mật và phổi luôn, tức là mình phải thử máu mình mới biết được các bạn. Thì Katie sẽ thông báo với các bạn sau nha, để nói để cho các bạn an tâm. Tại vì mình đọc comment rồi bạn của mình nói nữa mình cũng lo các bạn, những cái triệu chứng này thì mình chưa bao giờ biết hết đó, là triệu chứng như vậy. Thì cho nên là bây giờ mình sẽ cố gắng mình đi thử máu xem nó sẽ như thế nào. Nắng lên rồi này chơi đình, bây giờ chở chơi đình đi đi đây sờ mà ảnh vui dễ sợ luôn, quay gần cái mặt Daiso. hôm nay mặt sưng lên luôn các bạn. Nhưng mà mẹ đẹp quá mà. Thank you children. Mẹ đẹp quá hả? Gia đình thích mẹ bây giờ hay là thích hồi lúc trước? Con đâu có biết đâu. Không có You biết. Look exactly the same. Vậy à. Nhưng mà hôm qua gia đình kêu mẹ, hôm qua ảnh coi video lúc mà hai mẹ con đi ăn chè hồi xưa á. Cái ảnh nói mình lúc đó là để cái mái tóc, ảnh nói mình mẹ để cái mái tóc lại hồi xưa đi. Đúng không? Gia đình thích mẹ để mái tóc phải không? Lâu lâu rồi mới đi ra ngoài đường, thấy nhớ đường phố lắm các bạn. Bạn nào mà nằm ở nhà mà mình giống như Katie á, không biết có cảm giác giống như mình không? Nhớ đường phố lắm. Như đi ra ngoài như vậy nè. Nói là hít thở không khí trong lành chứ không có đâu, ra đây bụi dễ bị ho thêm á, nhưng mà nằm ở nhà lâu quá chịu không nổi. Daiso mình đi hôm nay là nằm trên đường beach á. Thì đi Daiso đây nè, trên đường Beach Boulevard, trong cái khu này nè các bạn, ngầm gần trong khu Target luôn á. Chơi là con chọn được cái nào rồi? Everything looks so cool. Vậy ha. Anh chọn được 3 món nhưng mà anh được chọn một chi chọn được có một món thôi mà anh thích tới 3 món rồi. Chọn được chưa con? Cái này để làm cái gì vậy? Cái này để làm cái gì? Chi vậy? Cái này mẹ nghĩ không phải đồng rưỡi đâu. Còn cái này là cái gì vậy? Để làm cái gì? Thành con này con nọ đó hả? Vậy con chọn đi, con chọn thích cái nào. Chọn cái này nó ồn lắm kìa. Vô trong đây thì có nhiều món đồng rưỡi lắm. Đa số mấy món trong này đồng rưỡi. Nhìn cũng ok lắm các bạn. Hồi trước mình có quay cái tiệm này rồi nè. This it is. I want this one. Giống như mấy cái món này nè các bạn, mấy cái rổ rồi
con đồng rưỡi à. Dễ thương ha, mấy cái thùng đựng rác nhỏ nhỏ vậy sao vậy? Dễ thương quá. Mấy cái chậu này cắm hoa đồ nè, cũng đẹp lắm nè. Trồng hoa đồ nhỏ nhỏ trong đây nè, đồng rưỡi chậu bằng sứ. Giờ cuối cùng mua tới hai món, để món cho cha ảnh, món cho ảnh. Ừ rồi, khoan đi qua đây nè. Mình thích vô đây mua chén dĩa lắm các bạn. Nè các bạn nhìn có mấy cái chén nè, đẹp dễ sợ không? Con đồng rưỡi rồi đó. Đây nè, mấy cái chén nhỏ nhỏ đựng nước chấm nè, đẹp quá chừng. Còn chén ăn cơm nè, cái này mới về hôm bữa mình không có thấy, kiểu này đẹp quá chừng luôn. Đó, mấy cái chén dễ thương quá chừng ha. Tô cũng vậy nữa các bạn. Mấy cái tô này hồi trước có bán con đồng mấy, 2 đồng ha. Giờ mình biết giá nhiêu, nhưng mà cũng 4-5 đồng vậy. Mấy cái tô lớn là cỡ 4-5 đồng á. Mấy cái rổ bằng tre nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Dễ thương quá ha. Bằng tre cũng có nữa. Có mấy cái mâm này cũng dễ thương lắm nè, để đựng đồ ăn nữa. Có mấy cái loại mà bằng inox nữa nè. Đây. Có cái mấy cái mâm nhỏ nhỏ giống như cái tô người ta hay ăn bằng cái này nè. Thấy người Hàn Quốc á, người ta hay ăn kiểu đó. Có cái đồ này giống như là trẻ hành nè. But they're gonna make you cry. Vô đây mình thích mua mấy cái túi này lắm. Đây nè, mấy túi này nó nhẹ lắm các bạn. Người ta gói nè, nó nhỏ như thế này, nhưng mà khi mà nó bung ra là nó một cái túi như thế này đó. Dễ thương không? Cái này khoảng 3 đồng mấy một cái. Ví dụ như mình đi du lịch hay là mình đi chơi mà mình cần đem những cái túi nhẹ nhẹ vậy nè, thì nên đem. Mình nghe nói bên Nhật khi mà bạn đi du lịch đó, bạn nhớ đem theo những cái túi nhẹ nhẹ vậy để đựng rác, tại bên Nhật không có thùng rác ngoài đường. Còn không thôi mình bỏ một xe để mình đi chợ rồi đó, mình cần mình bỏ vô cũng được, thấy nó cũng gọn lắm. Mình mua một cái, mình thật ra mình cũng có nhiều loại này lắm, mà loại material, loại những loại khác nhau. Mình hôm nay mình thấy cái này mới về hay sao mình thích quá. Mua được vài món gia đình thích rồi, bây giờ mình đi ha, ra tính tiền. So that leaves you thì ra là cái giỏ này có 2 đồng thôi các bạn, mình tưởng là 3 đồng mấy, có 2 đô thôi. Và những món hôm nay mình mua là mỗi món là những món hồi lúc trước 1.50 đồng, giờ là 1.75 đồng rồi mà mình quên. Sau khi đi Daiso thì ghé 85 degree, tiệm 85, mua bánh ăn. Trình vui dữ vậy hả con? Có đi mua bánh như đi Daiso thôi mà ảnh vui dễ sợ luôn á, tận nghiệp lắm. Gì vậy trời? Trời ơi đất ơi, vừa mới khen, mẹ vừa mới khen chơi đình luôn á, mà chơi đình. Mẹ vừa mới khen cho nên không mở cửa cho mẹ gì hết á. Ồ, con quên. Con quên hả? mấy cái này milk toast ngon lắm nè chị Đình. Nè. Cái này ngon nè. Milk toast? Uh-huh. What's that? Anh thích ăn bánh brioche nè. Hokkaido custard. Khoai môn, bánh khoai môn này ngon nè. Bánh khoai môn này ngon nè. Trên lấy một cái cho mẹ đi. À. Lấy cái bánh mà gia đình thích nè. Có cái bánh mà ở trong nó có cream á. Nhưng mà ở đâu? Thì mẹ đang tìm nè. Thank you.
Bánh matcha này cũng ngon nè. Mỗi lần vô đây là mua đủ thứ. Cho anh lấy cho mẹ một cái bánh này con. Cảm ơn chị Đình. Mẹ thích bánh trà bông này, lấy cho mẹ một cái này. Wow, con chó dễ thương quá. So cute. Hello, nó đi chưa đây? Hello. Anh đòi ăn cái này. Mẹ lấy một cái cho con ha. Rồi hôm nay mình mua bánh mì nhiều quá. That's a lot. Nhiều một quá. Cái hàng bánh nhìn thấy mê cái chừng luôn. Hôm nay còn bệnh nên chưa dám uống trà sữa, chưa dám uống cà phê. Khi bạn vô 85 degree, bạn thích ăn bánh gì? Con thích ăn bánh gì? Nào. Con thích ăn bánh Hokkaido. Hokkaido cream hả? Hồi trước gia đình cũng thích ăn này nè. Đó. Oh yeah, the garlic cheese bread. Vậy con muốn ăn cái đó hay là cái này? The garlic bread. Con muốn ăn có loại cheese hả? The garlic cheese. Rồi, mình lấy cho con. Considering một mâm bánh không? Hôm nay thèm bánh quá à. Rồi lúc trước ảnh thích ăn cái này nè. Japanese cheesecake nè. Con đừng có đụng vô chứ đành. Đừng có đụng vô con. Không mua đừng có đụng vô. Hồi bánh nhìn thấy ngon quá chứ đành ha. I want this one for my birthday. Sinh nhật con á hả? Tiramisu hả? Sinh nhật của gia đình hả? À, sinh nhật gia đình năm nay là gia đình ở lên nhà với ông nội bà nội phải không? Dạ không. Mẹ chở con đi chặt cửa. Nào, gia đình đâu có đủ điểm đâu. Chó dễ thương quá. Chó dễ thương quá hả? Ừ, đúng rồi nè. Giờ này là 3:30, 4 giờ mà đông thiệt là đông luôn các bạn. Đông nghẹt luôn á. Ở ngoài sau lưng mình đứng xếp hàng đông lắm. Đó. Phía trước rồi ở phía sau nữa nè. Mình mua tổng cộng là 5.21, 5.62 với lại bên đây 5.90 cho một ly sinh tố xoài. Dạ các bạn, bây giờ first con sẽ review cái chocolate bun. Về nhà mình review được không? Tại vì ngồi đây có nhạc á. Có nhạc copyright á. Lát mình về nhà mình ăn. Giờ mình đang đợi nước. Nè, mua quá trời luôn mà chỉ có 20 mấy đồng. Bánh ở 85 degree là mình thấy là rẻ nhất luôn. Mà các bạn biết không, khi mà có sinh nhật á, nhiều lúc á, không có đặt bánh gì mà mình chỉ chạy ra 85 degree mình lấy cái bánh gia đình thích ăn tiramisu. Có 30 mấy đô à, mà nó nhanh, không cần phải đặt trước gì hết á. À, có một ly này, ly trà mà có si sốt nữa. Trà Âu Long mình được free là bởi vì gọi là mình là VIP. Tức uống nhiều quá các bạn, uống đây nhiều, ăn uống nhiều cho nên là người ta cho mình free cái đó hôm nay. Đây là cái ly trà mình mua mà được free á các bạn. Không có đá là tại vì mình sợ mình uống đá vô bị ho. À, thấy thèm quá. Lắc lắc mình uống. Đây. Ladies first. Thank you. Hồi nãy tự nhiên mở cửa xong rồi chạy vô luôn à. Bây giờ là về nhà cho gia đình ăn. Một ngày trôi qua thật là đơn giản như vậy đó. Trời hôm nay đẹp quá gia đình ha. Dạ. Gia đình đang làm gì đó? Con đang uống. Uống gì đó? Mango slush. Vậy hả? Rồi con đang đọc sách gì đó? Harry Potter. Đọc lần thứ mấy rồi?
chắc mười mấy rồi. Mười mấy lần rồi. Rồi về tới nhà. Mẹ đang thèm bánh chà bông. Bánh này cũng ngon lắm, bánh mì này ngon. Okay, ủa, chị Đình lấy cái bánh cho kết nào mẹ không để ý luôn á. Hả? Bánh cho kết lấy hình nào coi. Ồ ngon. Mẹ đâu để ý. Tính tiền mà không để ý luôn. Nè cho anh đợi ăn đi. Cho anh muốn ăn thế nào. Trời, bánh quá trời bánh luôn, đóng bánh luôn. Sao? Mấy sao? 5 sao. Ghê luôn, bánh đó mà 5 sao luôn hả? Mình đang thèm bánh chà bông này nè. Ăn biết có sao không ta? Mời các bạn. Ông bà cô chú. Giỏi. Ngon không con? Ăn vẹ dữ vậy. Nhìn cái bánh trời ơi. Mình mới cắn cái thứ nhì là anh hết nguyên cái bánh. Một ngày trôi qua nhanh anh chơi đình hả? Mới đi con chút xíu mà mấy tiếng rồi. Đang thèm cái này mà ăn vô thấy ngon ghê. Bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Khỏe chút cho nên là quay cảnh hai mẹ con đi vòng vòng. Mẹ. Nói ngày ngon quá. À đúng rồi, mình muốn ăn cái gì đi luôn hả? Con được vô này, con muốn ăn thử nè. Cái này ba đồng mấy đó, cái bánh này nè, cái mì này nè. Nhưng mà nó béo hơn. Nó là bánh mì nhưng mà nó có vị ngọt nhẹ nhẹ. Người ta gọi là bánh mì sữa. Tại người ta bỏ bánh mì trong sữa. Không phải người ta bỏ sữa ra người ta làm bánh mì. Ngon. Thôi mình chia tay ông bà cô chú đi. Dạ. Con chào ông bà cô chú. Con cảm ơn ông bà cô chú ủng hộ kênh của mẹ của con. Rồi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Con cảm ơn ông bà cô chú ủng hộ kênh của mẹ của con. Giỏi vậy anh. Chúc tất cả các anh chị em cô chú khỏe dồi dào, tiền vô ào ào. Đó là người ta chúc Tết. Thank you for watching. Bye-bye. See you next time. Bye-bye. Đón mừng xuân mới, Teletron Atlanta kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc hội và khư vũ mừng xuân hoàn toàn miễn phí. Được tổ chức bên trong tiệm trong suốt 2 ngày, thứ Bảy ngày 4 và Chủ nhật ngày 5 tháng 3, từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, quy tụ nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng. Thanh Lan, Hương Thủy, Hoài Tâm, Hồng Đào, Thiên Kim, Nguyễn Tiến Dũng, Phương Hồng Quế, Thiên Trang, Trúc Lam, Trúc Linh, Tuấn Quỳnh, Phương Hồng Thủy, Chế Phong, Thina Ngọc Lan, MC Nam Lộc, Việt Thảo, Giáng Ngọc, cùng ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 2 ngày nhạc hội, nồi cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại nhà chỉ 99 đồng, cao hồng sâm Hàn Quốc 6 tuổi 1 hộp 500g giá 100 sale 48 đồng, chảo không dính Made in Korea chỉ 6 đồng, cùng với chương trình hoán đổi ghế massage hư cũ, sofa bàn ăn nệm cũ từ 500, 700 cho đến $1,000 để mua ghế massage mới làm tại Nhật, nệm cứng chống đau lưng cao cấp Lamborghini, bàn ăn sofa da 100% Made in Italy chỉ có tại Teletron. Đón mừng xuân mới, hãy cùng chung vui với Teletron và các ca nghệ sĩ trong chương trình nhạc hội và khiêu vũ vô cùng đặc sắc hoàn toàn miễn phí, được tổ chức bên trong tiệm Teletron Atlanta trong suốt 2 ngày, thứ Bảy ngày 4 và Chủ nhật ngày 5 tháng 3, từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Teletron Atlanta, 5600 Beaufort Highway, cạnh chợ Farmer, 770-546-8999. Trang nhà teletronusa.com. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.